Chào bạn, mình đến từ phụ kiện Vico và mình đã có trên tay cái sản phẩm là Xiaomi Mi 8 Lite. Hôm nay mình sẽ dám thử cái cường lực Wear Vono dành cho Mi 8 Lite. Thì cơ bản Mi 8 Lite thì bên mình bán qua rất nhiều đời cường lực rồi. Còn bên mình có cường lực trong suốt full viền. Thì hôm nay mình sẽ thử dán cái miếng cường lực chất lượng cao của hãng Wear Vono, tức là full viền. Đây là website của bên mình, thì các bạn có thể vào website phụkienduo.com để mua các sản phẩm về phụ kiện về dán lưng cường lực. Bên mình dán chuyên về những cái mặt hàng đấy, và như đây là cái miếng cường lực Wear Vono chất lượng cao. Thì về review cái miếng cường lực này, bên mình có video riêng rồi, các bạn có thể tìm trên kênh YouTube của bên mình có review chi tiết. Còn đây là mình sẽ dán thử. Còn chất lượng của miếng cường lực này nhà thì đây là một thương hiệu cường lực có chất lượng rất tốt, mình khẳng định như vậy. Với cái giá tiền của là nó tốt hơn hẳn so với cả những cái cường lực trôi nổi trên thị trường khác, bởi vì đây là hàng công ty. Cái độ mỏng của nó thì tương đương với cả những cái hãng danh tiếng như là Likin hay là Mokolo hay là Bách của các thứ, rồi hay là Basios, độ mỏng nó còn mỏng hơn nhiều so với Basios các thứ. Viền nó mỏng hơn nhưng mà nó rất dai, bởi vì nó có được phủ lớp chống vỡ. Thì đối với cái cường lực Wear Vono này thì hàng hãng, thì do vậy các phụ kiện đi kèm nó cũng là của hãng cung cấp, nên các bạn yên tâm dùng không làm hại máy. Có cả khăn giấy ướt, khăn khô, thì quá trình mình dùng cái miếng hút dính bụi của hãng. Cái bản này viền nó rất là mỏng, khi mà các bạn dán vào thì nó ăn vào ngay và không cần phải làm quá nhiều thao tác khó như là bóng bóng các thứ. Khi dán các bạn bật màn hình lên nhé. Và nó như các bạn thấy là quay camera thì qua camera thì nó có thấy cái đèn hồng ngoại. Thì do vậy là cái khu vực mà hở kia là cái khu vực hở đèn hồng ngoại nhé. Nếu mà nó bịt vào thì nó sẽ gây hỏng. Do vậy là cái miếng này nó sẽ hở khu vực đấy, còn camera sẽ được bảo vệ bằng kính. Và kính nó sẽ ép sát với ở lớp keo, do vậy là chất lượng camera trước không hề thay đổi. Và còn sẽ được chống xước luôn, cam trước luôn. Trong quá trình mà chúng ta đút vào túi quần, cát cũng không thể lọt vào được. Để có hình dán thì các bạn cứ bình tĩnh thôi, đừng để bong bóng nó lọt giữa màn hình, rồi chúng ta thả từ từ ra. Miếng này là miếng phun keo, không phải là miếng keo viền. Có những loại viền mỏng thì nó có keo viền, đây là cái loại phun keo và có cả keo bên trong. Đến đây chúng ta đẩy một phát. Chúng ta đẩy, cứ bình tĩnh thôi, đẩy. Đấy, các bạn thấy không? Nó đẩy bình thường thôi, nó cũng ra hết rồi. Còn những cái lỗ thì mép thì qua dễ dàng. Đây, như mình cậy lên một lần nữa, bởi vì cái bếp pin, bởi vì lúc em dán thì mình gò tay ở bên phía bên tay kia nó chưa cân cả. Mình đẩy lại, do nó không cân lắm thì mình phải dậy lên đẩy lại. Còn bình thường nếu chúng ta căn thật chuẩn, chúng ta dán cân rồi thì chúng ta không cần đẩy lên. Phải cả lại đi lại nhiều lần, bình thường các miếng cường lực chất lượng kém thì nó sẽ bị hết keo, nó hết dính. Đối với cái cường lực của hãng này thì nó rất là chắc, keo rất nhiều, nên là chúng ta bóc đi bóc lại nhiều lần thoải mái, không hề bị sợ bị ảnh hưởng. Và chúng ta còn cái bong bóng bên trên nữa. Đây là nó cái phần bụi năm nào nó bị như vậy, thì chúng ta lại bóc một cái miếng của dính bụi ra, chúng ta lùa vào. Ở lần này thì nó nhận luôn rồi. Yeah.
Còn cái khu vực này nếu mà chúng ta xử lý mà chúng ta đẩy mãi mà nó không ra thì chúng ta sẽ dùng một cái gọi là cái dầu chống hỏa viền bên mình có gửi tặng kèm luôn. Các bạn chỉ cần chấm nhẹ thôi, chúng ta không cần cậy lên mà chúng ta chấm, cắt cái đầu ra chúng ta chấm và chúng ta đẩy một cái theo nó sẽ ra hết. Đối trường hợp mép của chúng ta có thể cần dầu nếu mà trường hợp mà nó chúng ta không muốn lạnh lên thêm nữa. Rồi bây giờ chúng ta lau sạch đi thì nó đã phun màn hình rất là đẹp, viền siêu mỏng, chất lượng hiển thị rất là cao này. Bạn nhìn qua video mà chất lượng hiển thị nó ra hình nhìn rõ được hơn chứ, cũng là không bị nhấp nháy, không bị bóng. Và xin cảm ơn bạn theo dõi video. Thì để đặt mua cái miếng cường lực này, các bạn phải đặt mua qua website phụ kiện tico.com hoặc các bạn tìm phụ kiện tico trên Google. Thì bên mình có hỗ trợ là bán ở trên Shopee, thì có khi bạn tìm phụ kiện tico trên Google các bạn thấy luôn cả Shopee của bên mình, thấy luôn cả Lazada bên mình, thấy luôn cả Facebook của bên mình ở trên Google. Các bạn chỉ cần tìm từ khóa là phụ kiện tico thì sẽ ra luôn, viết liền không giấu cũng được. Rất là đẹp, phun viền, viền mỏng, ra sát mép luôn. Và đây là cường lực chính hãng Galvano, phân phối bên trên có tem mác đàng hoàng.